Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới, một tu sĩ Việt Nam nặng trĩu lòng về những chuyện xảy ra trong xã hội hiện nay, xin cầu nguyện. Kính thưa quý cộng đoàn, thầy Vũ Đức Trung CSSR hiện đang tu học và mục vụ tại ngoại quốc. Trước những điều thật buồn xảy ra trong xã hội thời gian gần đây, thầy chia sẻ vài suy nghĩ về thông báo sa thải tu sĩ. Những chuyện buồn cứ liên tiếp xảy ra liên quan tới những người đi tu. Hết vụ anh Ba Hớt làm ồn ào dư luận thì nay lại thêm vụ một nữ tu bị sa thải ra khỏi dòng. Đây không phải là trường hợp duy nhất, trước đó cũng có những linh mục khác nhận được những quyết định tương tự từ những người có trách nhiệm và được thông báo công khai trên phương tiện đại chúng. Một anh bạn chia sẻ với tôi về sự lấn cấn của anh liên quan tới động từ sa thải. Theo anh cảm nhận, động từ này có gì đó không ổn mà anh không biết diễn tả ra sao. Anh nói mình không thích cái cách đưa tin này. Lời anh nói khiến tôi cũng giật mình suy nghĩ lại và tìm hiểu thêm về lối diễn đạt mà anh cho là có vấn đề. Tra cứu trong giáo luật thì tôi thấy đúng là có những điều khoản quy định về việc quyết định cho một đương sự không còn thuộc trách nhiệm của một dòng tu, cộng đoàn tu trì. Trong tiếng Anh, người ta sử dụng từ dismiss mà theo từ điển Vedic, từ này có nghĩa là đuổi ra, thải hồi, sa thải người làm. Từ này trong các bản dịch giáo luật thường được dịch là trục xuất hoặc thông dụng hơn sa thải tùy thuộc vào các bản dịch khác nhau. Đi xa hơn, từ điển Hoàng Phê giải thích sa thải là động từ với nghĩa thải người làm không sử dụng nữa. Ví dụ, chủ nhà máy sa thải hàng loạt công nhân, còn từ trục xuất thì mang ý đuổi ra khỏi, thường là lãnh thổ một nước. Ví dụ, trục xuất người nước ngoài làm việc tình báo. Với những điều khám phá như vậy, tôi chia sẻ lại cho anh bạn để chứng minh cho anh thấy việc đăng thông tin sa thải là hoàn toàn đúng, không có gì sai trong cách sử dụng ngôn từ. Ấy vậy mà tôi nói khô cả cổ vẫn không làm sao thuyết phục được anh bạn bớt lấn cấn. Cuối cùng, anh chốt một câu làm tôi đứng hình. Anh thấy cứ sao sao ấy. Vậy hóa ra, các chú đi tu cũng giống như bọn anh đi làm à? Giống kiểu nhân viên bị sa thải khỏi công ty á. Vậy là bao nhiêu tình cảm anh em gắn bó trong từng ấy năm, rốt cuộc cũng không hơn gì người làm công. Câu hỏi của anh khiến tôi bứt rứt không yên với cách thông báo sa thải. Vậy là tôi đi tu hay đi làm? Tại sao cùng một cách thông báo mà khiến tôi và anh có những cảm nhận khác nhau? Trằn trọc cả đêm để suy nghĩ, tôi phát hiện ra mấu chốt ở chỗ này. Giáo luật quy định khi sa thải một tu sĩ, bề trên phải ban hành sắc lệnh sa thải. Và để được hữu hiệu, sắc lệnh phải trình bày ít là cách sơ lược các lý do theo luật và theo sự kiện. Tuy nhiên, bản tin mà anh bạn tôi đọc chỉ là thông báo về tình trạng mối tương quan giữa nhà dòng và đương sự, không phải là sắc lệnh. Dĩ nhiên thì chắc chắn đã có sắc lệnh, nhưng rõ ràng bản thông tin kia đã có mục đích là thông báo tới công chúng, không phải là văn bản giáo luật. Người Việt mình trọng tình cảm, làm cách gì là ngoài cách lý cũng cần phải có cách tình. Tôi thì chỉ đứng trên phương diện pháp lý, nên thấy cách thông báo sa thải chẳng có vấn đề gì. Còn anh bạn của tôi lại đứng trên phương diện tình cảm, nên anh thấy không thoải mái với cách thông báo đó. Tốt rồi, vậy là tôi đã tìm ra được nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt trong cách tiếp nhận thông tin giữa chúng tôi. Nhưng khám phá này lại khiến tôi đặt thêm nhiều câu hỏi. Thế có cách nào vừa muốn diễn tả cái việc chia tay giữa hai bên lại vừa làm cho người đọc tin dễ tiếp nhận thông tin hơn hay không? Tôi thấy cách thông báo trên mạng như thế này sẽ rất dễ gây nên những hậu quả tiêu cực cho đương sự, nhất là việc đăng hình ảnh của những người từng là nữ tu có khác gì như cái lệnh truy nã. Xét cho cùng, họ giống như người con lạc bước đi xa gia đình, có nhất thiết phải dán kèm hình ảnh với bản thông báo hay không? Thôi thì xuyên hết tình tan, mình chỉ dừng lại ở mức độ thông báo từ nay không còn ràng buộc trách nhiệm trên cá nhân này nữa và họ cũng không thuộc thẩm quyền của mình và mọi việc họ làm không còn liên quan tới nhau. Tâm sự đời tu hai. Như thế chắc sẽ nhẹ nhàng và đầy đủ hơn cách thông báo nặng nề trước đó. Tìm hiểu thêm, tôi thấy bên tôn giáo bạn cũng có một thông báo như vậy về việc sa thải một tu sĩ.
Dĩ nhiên, so sánh thì luôn khập khiễng, nhưng người ta cũng đáng để học hỏi trong cách đưa tin, sao cho vừa có lý lại vừa có tình. Vài điều chia sẻ, không biết bạn có ý nào góp ý về việc này hay không, để giúp anh bạn tôi đỡ lấn cấn, hết trích. Xin cảm ơn những tâm tư của thầy. Nguyện xin Chúa soi sáng và ban bình an. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.